Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình Ok Lên Xe. Và ngày hôm nay Vinh đi đón một chàng trai lực lưỡng cao to, rất đẹp trai. Vinh đang chờ anh ta ở đây. Chào anh đi khắp, bọn chưa thông mấy. Nhưng mà qua 3 tháng mà em mới tiếng Thái. Gọi là như tiếng Anh em học 11 năm á hả? Bạn đã làm gì khiến người yêu cũ bỏ bạn? Dưới hay trên? Dưới hay trên? 5 trên. 4 3 Ok, trên. Cái này là lần đầu tiên em nói luôn, chưa bao giờ em nói trước đây. Tại vì mỗi khi em làm á, em muốn được rồi á, em mới nói. Và như cái chợ luôn đó. Rung chiếc xe luôn, khỏi chạy luôn á. Rồi hai anh em đứng lóng ngóng chờ lệnh gia chủ. Nên gió đông sơn đành chia tay dính dính bạch thu hà. Tưng 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 tưng. Ok.